Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Kiểm soát sát khí. Tôi sắp kiểm soát không nổi rồi. Năng lượng, năng lượng, năng lượng. Năng lượng. Kiếm linh đòi năng lượng của mình. Tuy đã là chấp nhận, nhưng mà tuyệt đối không thể nào để cô ta mất kiểm soát như vậy. Sau khi nâng cấp, xung quanh năng lượng sẽ vô cùng nồng nặc. Năng lượng của mình đến lúc đó sẽ không bị tiêu hao quá nhiều. Phải tìm cơ hội truyền năng lượng cho cô ta. Muốn năng lượng thì ngoan ngoãn phối hợp với ta. Quân khu Bắc Bộ. Xem xong hết chưa? Lại có đoạn ghi hình đó. Tuy nó đã thành khu mỏ hoang, nhưng tôi có giữ cam ở đó. Các người vào đó đã sớm trong tầm ngắm của chúng tôi rồi. Các người đã biết. Vậy sao không thông báo cho chúng tôi? Vì chúng tôi tin các người có cách rút lui về. Ơi, bim bim hết rồi. Tôi hợp tác với các người đã khống chế các bang hội lớn nhỏ của hàng thành, giữ sự ổn định của xã hội và khiến cho chúng ta đối tượng thực hành để phát triển vòng đeo tay quân sự của các người. Mà cô lại đối xử với cộng sự của mình như vậy sao? Tiến sĩ, đừng giả vờ trước mặt của tôi nữa. Cô khống chế bọn họ, chẳng qua cũng muốn thu thập yêu hạch cho mình hay sao? Xem cái này đi. Sao? Hắn ta chưa chết. Thấy chưa? Kiếm trong người của hắn. Cái kiếm đó là... Nói cho cô biết cũng không sao, cây kiếm đó là từ hài thạch. Là viên năng lượng tinh khiết nhất ở trong số thiên thạch. Ngay từ thời Trường Tần, đã có những ghi chép liên quan đến sự đổ bộ của thiên thạch. Người xưa đã phát hiện ra, vùng lân cận của thiên thạch thường có những sinh vật mạnh. Nó trông kỳ dị hung bạo. Người xưa gọi chung những thứ này là yêu quái. Nhưng bây giờ thông qua hiểu biết của chúng tôi, cái gọi là yêu quái chỉ là những con thú biến dị mà thôi. Nguyên nhân sinh ra vật biến dị là lượng bức xạ khổng lồ phát ra từ thạch vàng đen này. Mà thạch vàng từ hài so với thạch vàng đen giống như là hai cực của nam châm. Đúng vậy, thạch từ hài được sinh ra đã có khả năng hấp thụ năng lượng bức xạ. Người xưa cũng đã phát hiện ra điều này và họ đã chế tạo ra vũ khí từ thạch hài để trừ khử yêu ma. Cuối cùng, tất cả quái vật đều bị giết và vũ khí được cất giữ. Truyền thuyết về hòn đá đã dần bị con người lãng quên, chỉ còn lại một số câu chuyện ma quái. Bây giờ thiên thạch lại đến, là một tai họa nhưng cũng là một cơ hội cực kỳ quý giá. Cơ hội hoàn hảo để đẩy nhanh quá trình tiến hóa của loài người. Vì thế các quốc gia đã liên kết lại, đem vật chất thạch vàng đen đồng tiền này thành đồng tiền, với âm mưu biến đổi ngầm chức năng của con người sẽ nâng cao
đến mức hoàn toàn mới. Lợi dụng đồng tiền để chế tạo, tạo phúc cho con người, lên cấp trên mới để cho các người khai thác, khai phá vòng tay hắc kim. Phía quân đội rốt cuộc nắm trong tay bao nhiêu tin tức đây? Muốn có được Thạch Từ Hải vô cùng khó. Thạch Từ Hải số lượng không nhiều, sớm đã bị các nước khác và khu quân sự giành hết rồi. Người của tôi từng vào khu bỏ hoang, bị Phật Đá tấn công. Tôi cũng vốn tưởng rằng thằng đó sẽ chết ở trong đấy, không ngờ hắn đã đem kiếm ra ngoài rồi. Tôi cũng không ngờ tới cây kiếm đó là mục đích thực sự của hắn ta. Xem ra sau này phải tìm cách lé phía quân đội mới được. Tiến sĩ, tôi đã tiết lộ mấy cái này cho cô rồi, chỉ là muốn nói cho cô biết, mấy tin tức này không là gì với tôi đâu. Sau này vẫn nên bớt làm mấy trò mèo, lại đi nhé tiểu nha đầu Hoa ra. Không hổ danh là kiếm thần, có thể thu hút mọi yêu lực, có nó chúng ta sẽ không phải sợ tà ma nữa. Cây kiếm này ma nhập rồi. Nhữ Đằng Tỳ kheo, ngày đêm luyện tâm tình, tặc nhiều phiền não, thường rình rập giết người. Đệ tử Minh Ninh, biết tội của mình hay chưa? Tôi không muốn hại người, nguyện dùng pháp lực hóa dã tâm lại. Xin hãy giúp tôi, đây là quá khứ của ngươi sao? Ca ca, não đại, Minh Ninh, năng lượng bổ sung xong, cần lập tức ngủ đông một chút. Xin kiên nhẫn chờ đợi. Đợi. Chị gà rừng nhờ chị đó. Cá ca ở trong đó sao rồi? Cá ca anh ấy. Dù cho có chuyện gì, dù cho lúc nào, luôn bảo vệ em. Nếu ca ca xảy ra chuyện gì thì em cậy ra được rồi. Ca, anh trai ngu ngốc của em cuối cùng cũng lớn rồi, tốt quá đi. Không phải, quả quả em đi đâu đấy? Này, cô, lần đầu tôi gặp cô đã là thấy cô là một người rất mạnh, lại rất có trách nhiệm. Bây giờ tôi đưa vòng tay cướp được và quả quả đưa cho cô đấy, giúp tôi chăm sóc tốt cho quả quả trước nhé. À, cái gì đó, bà già. Bót yên tâm đi, em sẽ đưa quả quả an toàn trở về. Không đứng dậy thì thôi, còn ra dáng vẻ lão tử đàng hoàng dụ dỗ người khác, phù hợp hay không vậy? Đợi tin tốt nhé. Quả quả đứa trẻ hiểu chuyện đến mức khiến người ta thương, nhưng mà nói sức mạnh của Never High vậy mà lại bị khí linh này đè tới nỗi không thể nào cử động được. Trọng lượng của tên này bằng với cây kiếm đó hay sao? Cũng đúng, dù sao cơ thể chính của cô ta là cây bảo kiếm bội, là cây kiếm bảo bối đó. Thành bến cảng. Ba ơi, cậu ơi, ăn cơm thôi. Được, nghe con gái, ba qua ăn đây. Tiểu Mần ngoan thật đấy, hôm nay mẹ làm rất nhiều món ngon. Có cá lấu dưa chua, cá chua ngon, nghêu xào ớt với nải. Đi ăn tiệc đám ma đi. Con gái, Tiểu Mần,
Mày có điên không? Một đứa nhóc thì trên người có thể có bao nhiêu tiền cơ chứ? Trước khi rời khỏi hang thành, cướp được bao nhiêu thì cướp. Ông già lúc nãy là nhiều tiền nhất. Kéo lại xa như vậy, sống chết cũng không chịu buông tay. Ồ, cái ông già chết tiệt. Cứ la làng thay tim cho con trai sao? Ơi, cũng không biết đã chết hay chưa. Vừa kịp não đại đã. Con gái vẫn còn dấu hiệu còn sống. Ơi, cứu con gái của tôi. Em gái này nhờ vào mọi người đấy. Bên đó còn có hai người ngư dân cứu. Quản gia, mấy người bị thương trước kia sao rồi? Có một số vẫn có thể cứu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Được, vậy tôi đuổi theo mấy tên khốn nạn đó trước. Vệ thiếu, ngài một mình. Cảm ơn. Hút hết năng lượng của ta, mà một câu cảm ơn là xong hay sao? Năng lượng mất kiểm soát là lỗi của tôi, nhưng tôi cũng đã cảm ơn rồi. Chuyển đổi những năng lượng đó thành tiền cũng mấy chục vạn. Chúng ta thân như vậy, giảm giá cho cô 100 vạn là được. 100, cậu đang đùa tôi à? Dù sao, lần trước là tôi thuyết phục Liên Hoàng hạ thủ lưu tình đấy. Bằng không dựa vào cậu, nếu không may mắn, ngay cả ta cũng không sợ không được. Là bởi vì Liên Hoàng hạ thủ lưu tình mình. Mình còn tưởng là kỹ năng hay là đặc điểm gì đại loại của kiếm linh. Kiếm linh này còn có thể giao tiếp với Liên Hoàng. Mấy cái này nói sau, cố tự đi tổng hợp lại nguyên nhân, tại sao lại gây mất kiểm soát đi. Bây giờ phải tìm kiểm tra sức mạnh của Never 2 và trình độ như thế nào. Linh lực ngự khí sau khi đột phá trở thành Never 2, cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Tuy nhiên, sức mạnh của ngự kiếm chưa bằng một phần vạn so với kiếp trước. Nhưng phối hợp với đặc tính hấp thụ năng lượng của cây kiếm này, đến lúc đó, thú triều chỉ cần không ngừng hấp thụ, có thể đạt đến năng lượng không ngừng. Ở giai đoạn này, phạm vi chém của ngự kiếm cũng có thể ở một hoặc là hai vị trí. Tính linh hoạt đã được tăng cường rất nhiều, nhưng nếu muốn tấn công bằng tất cả sức mạnh, tốt hơn là phải quang thì mới mạnh hơn. Điều bất ngờ nhất là linh khí hấp thu hết năng lượng của mình cũng đã thu được đặc tính mới. Ta đến đây. Không hổ danh là thần khí loại trưởng thành, không uổng công ông đây nhiều cái mạng già này để lấy. Chiếu linh. Nhờ vào chiếu linh trong thời gian ngắn để khí linh nhập vào, đã nâng cao sức mạnh của tất cả sức mạnh của ký chủ. Thật vậy, cảm giác như mọi tế bào trong cơ thể đang hoạt động rất là tích cực. Thị giác, thính giác, phản ứng, các loại khả năng đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng ở trạng thái bị nhập hồn này, một lượng lớn năng lượng hắc kim được điều động trong mỗi giây. Nếu trong trạng thái này bị hút cạn, thì tác dụng phụ của việc nhập hồn trực tiếp khiến mình mất khả năng hành động. Xem ra chỉ có thể vào thời khắc mấu chốt, nếu không cẩn thận là sẽ hỏng mất. Ở trạng thái này, tôi chỉ có thể giao tiếp tinh thần với cậu, và tất cả sự lãnh đạo hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Ta phải nhắc nhở cậu là, với giới hạn năng lượng của cậu bây giờ, nếu kéo dài 3 phút sẽ bị hút cạn. 3 phút sau, phía xa có tiếng nổ. Xảy ra chuyện gì vậy? Không lẽ là quả quả? Mẹ nó, chuyện gì vậy? Đã được nói chưa? Không biết. Não ngũ bị hắn giết rồi. Chết tiệt, đuổi tới rồi. Mẹ nó, ngươi rốt cuộc. Là ai vậy? Nhanh quá. Chết tiệt. Phải khắc được bao nhiêu kim? Tuyệt chiêu bí mật. Quyền phanh xe. Chết tiệt mẹ ơi. Quyền phanh xe X2. Số tiền này không thể nào so bè với các ngươi được đâu. Rào lứt đố đổ tường, vệ thất thất. Đối phó với các người, ông đây đem tiền tiêu vặt, khắc cả tiếng tùy ý lấy ra bao nhiêu, tùy ý lấy ra liền có thể bắt các người.
Giờ nào ta ra tay, hay các ngươi tự mình ngoan ngoãn đi vô đồn cảnh sát đây. Chúng tôi đầu thú. Được được, chút nữa sẽ trở lại. Chuyện là có một chuyện, không biết có thể thương lượng một chút hay không. Cậu xem, tôi nói cho cậu, số đồng bọn còn lại của tôi thì có thể lập được công giảm tội, giảm án đồ có được hay không? Hả, còn có đồng bọn sao? Não đại của chúng ta không phải là toàn bộ đã. Ngươi im. Hờm, xem như là ngươi có giác ngộ, ta cũng không thích làm việc đầu hổ đuôi rắn. Chỉ cần ngươi phối hợp với ta, đánh dẹp hết bang hồ trào, ta dùng thân phận vệ gia đảm bảo ngươi sẽ được khoan hồng. Vậy thì cảm ơn cậu quá. Thực ra còn một số ở Khắc Kim thành công đều ở dưới địa ngục đợi ngươi. Con nít miệng quàng hơi sữa, bày đặt ra tay bảo vệ chính nghĩa hay sao? Ngu ngốc. Xương ngoài cộng thêm vòng tay, trên người còn mang nhiều tiền, không phải là đưa quà cho ông đây hay sao? Lực cười. Không hổ danh là não đại, loại thủ đoạn bỉ ổi không ai sánh được. Vệ gia, ông đây Đông Sơn sau này sẽ đi kiếm chuyện với các người. Giờ thì đưa ngươi lên đường trước đi. Ngươi chính là não đại của bang hồ chảo. Trùng hợp quá.